Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay Nguyễn Điểm sẽ giới thiệu đến các chị em mọi người là một cái sản phẩm từ thiên nhiên nha mọi người. Thì cái này là đây nè. Cái này là mật ong ha, mật ong nguyên chất 100% nha. Do chồng của mình á, anh Sơn anh đi lấy ở trong rừng về á mọi người. Mỗi một ổ anh sẽ vô một cái bọc như vậy nè, hoàn toàn từ thiên nhiên ha. Cái này là ong ruồi nè. Ổ này là ổ ong ruồi ha. Có rất là nhiều luôn á mọi người. Nhưng mà đặc biệt đó là bên em bán là nguyên chất nha. Cái này là ong mật. Cái này là ong mật nè. Có nhiều lắm, do không gài là em chưa có dắt đó. Nè, mỗi một ổ anh lấy về là còn nguyên một cái bịch như vậy luôn nè. Bên em bán là hoàn toàn nguyên chất, không có pha cái gì hết trơn ha. Chị em nào mọi người hay ai mua, ai có nhu cầu sử dụng á thì liên hệ với em bên Zalo ha, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cũng được. Một lít là 600.000 nha mọi người, là ông mật ha, còn ông ruồi là một lít 1.000.000 nè. Em cam kết là 100% nguyên chất nha. Nếu như ai mà có tin tưởng thì đặt hàng mua hàng giùm em, chứ bên em không có pha bất cứ thứ gì hết trơn á. Như vậy là em dắt xong em cho vô keo là em bán thôi. Một lít đó là 600.000 ong mật. Còn ong ruồi là một lít 1.000.000. Nhưng mà ong ruồi rất là ít có luôn á mọi người. Có nhưng mà số lượng ít thôi chứ không phải là không có. Ong mật thì nhiều ha. Nè. Cái này là ong mật. Hoàn toàn từ thiên nhiên, không có pha bất cứ gì hết nha mọi người ơi. Nè. Ổ nào nó lớn á là cái mật nó nhiều, bỏ vô cái bịch bự. Còn mấy cái ổ nhỏ nhỏ là cái bịch nhỏ thôi. Mật ong vàng tươi luôn, nguyên chất 100% luôn ha. Mọi người nếu như có sự tin tưởng thì hãy đặt và mua hàng ha. Bên em bán là 100% từ thiên nhiên, không có pha trộn bất cứ thứ gì hết. Đây nè, nhằm ngày đi về một bình rất là bự luôn nha các chị. Hoàn toàn từ thiên nhiên hết ha. Thì hôm nay em sẽ dắt mật trực tiếp luôn cho mấy chị xem nha. Em chỉ có dắt mặt và em vô keo rồi bán gửi cho khách hàng thôi, chứ bên em không có pha thứ gì hết nha mấy chị nè. 100% từ thiên nhiên, không có pha gì hết. Nhưng mà em bán giá chỉ có 600.000 một lít mật ong mật thôi nha mấy chị. Còn ong ruồi là 1.000.000 nha. Nè. Thì bây giờ tiếp theo em sẽ dắt mật cho mọi người xem luôn nha. Thì tiếp theo em sẽ bắt đầu dắt mật ong nha mọi người ơi. Cái này là cặp bao tay y tế nha. Bây giờ sao ra màu xanh vậy nè. Ở bên em bán đó là hoàn toàn từ thiên nhiên 100% hết nha. Không có pha bất cứ cái gì hết. Ở trong bọc như vậy rồi bắt đầu em dắt ra. Dắt mật xong rồi vô những cái thành những cái keo rồi bán cho mọi người thôi. Bên em có hai kích cỡ keo nè mấy chị. Nè. Cái này á là keo 1 lít, ai mua keo 1 lít thì em sẽ vô một cái keo 1 lít như vậy ha. Còn ai mua nửa lít thì em sẽ vô cái keo tròn như vậy. Hàng bên em bán là nguyên chất 100%, không có pha chế gì hết ha. Đây, bây giờ bắt đầu em dắt mật cho mọi người xem nha. Mỗi khi mà dắt mặt xong mấy cái cục sát này nè, em thấy bỏ cũng ngủ, em ngâm rượu quá trời luôn. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì bên em có luôn mật ong ruồi ha.
ông ngồi ông gụ á, ngâm rượu bằng ong ruồi nguyên ổ luôn nha, nguyên con và nguyên mặt mình lấy về nguyên ổ mình ngâm luôn. Cái này là cái phần mặt nước nè mọi người. Ổ nào chồng của em ảnh bỏ theo ổ đó ha. Mật ong này là chủ yếu là mình uống là nó tốt cho sức khỏe, còn có công dụng làm đẹp nữa nha. Mấy chị em mà nhà có mật ong á, mấy chị trước khi đi tắm á, mấy chị thoa một lớp mật ong lên mặt của mình đi. Khoảng 15-20 phút sau á, mấy chị đi tắm rồi mình rửa mặt luôn, da nó mau đẹp dữ lắm luôn mấy chị. Cái ổ này em sẽ dắt mặt nước trước nè. Đó. Bên nhà em bán là cam kết 100% không có pha cái gì hết trơn nha mấy chị. Anh chị nào có mua hàng thì đặt hàng bên em, 1 lít đó là 600, còn nửa lít là 300, tiền ship là 30.000 ha. Bên nhà em bán một đơn là 30.000, mấy chị mua sản phẩm, nhiều sản phẩm cũng 30.000 tiền ship nha mấy chị. Dắt hai ổ mà được cũng có nhiêu đó mọi người. Bên nhà em dắt được nhiêu thì bán nhiêu, không có pha. Chồng của em ảnh làm mật ong nhiều lắm, ảnh đi vô rừng lấy mật. Bên em có thêm mật ong phái nữa nha mọi người. Mật ong phái là lấy từ cột điện á, mật ong nó rất là thơm luôn. Nó thơm, nó tương đương với mật ong ruồi luôn á. Cái đó ở trên cột điện mình lấy về mình làm đóng thùng cho nó ở rồi nó đi hút mật thiên nhiên nha. Còn cái này là mật ong gừng nè. Ong gừng 600, còn mấy chị nào mua mật ong phái thì 800. Ong ruồi là 1.000.000 nha mấy người mọi người ơi.
Sau khi dắt hơn 2 ổ á, hơn 2 ổ ong thì nó được một ca mặt nè, mọi người. Ca mặt vàng ươm luôn nè nha. 100% từ thiên nhiên luôn, em không có pha cái gì hết. Rồi chỉ đơn giản là như vậy ha, rồi em rót vô keo bán cho mọi người thôi. Em rót đầy một keo này là lửa lít nha. Anh chị nào có mua thì vô đặt hàng, kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp. Em có để số điện thoại trên màn hình ha. Một keo như vậy là nửa lít 300.000. Còn như một keo lớn 1 lít đó là 600.000. Thì rồi còn tất cả mặt này lại ở đây là em cũng, thì tiếp theo em lần lượt em sẽ dắt hết cái số mặt ở đây ha. Thì video đến đây em xin kết thúc nha. Thì tất cả mọi người, anh chị nào có muốn đặt mật ong á thì vô kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em ha. Số điện thoại em có để lại trên màn hình ha. Nhà của em là bán mật ong từ thiên nhiên nguyên chất 100% ha. Thì video đến đây cũng dài rồi, em xin kết thúc và nhắc hết số mật này ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Xin chào mọi người.